thực hiện video này để hướng dẫn cho chúng ta viết câu hình e cực kỳ nhanh. Trước hết hãy cùng xem cách thầy mình viết câu hình e của anh sẵn giai đoạn 26 nhé. 1S2S2S2B6 3S2 3B6 3D 4S2 3D6. Các em nhìn thấy thầy viết của em cực kỳ nhanh và yên tâm rằng là thầy mình không thuộc. Và sau khi xem xong video này, thầy khẳng định chắc chắn là các em cũng sẽ đạt được tốc độ viết câu hình e nhanh như này. Vậy bây giờ chúng ta cùng xem tiếp theo các bước thầy mình thực hiện cái viết câu hình e như thế nào nhá. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em các cái bước để viết được câu hình e thật là dễ dàng như thế này nhé. Đầu tiên ta có lớp số 1 thì chỉ có 1 phần lớp là 1 e. Lớp số 2 thì sẽ có 2 phần lớp là 2S, 2B. Lớp số 3 có 3 phần lớp là 3S, 3B, 3D. Lớp số 4 thì sẽ có 4 phần lớp tương tự như vậy là 4S, 4B. Nhưng thường chúng ta chỉ thi 1B thôi. Và cái gì mà không thi thì chúng ta bỏ, đúng không? Vì vậy nên chúng ta chỉ viết lên đây thôi. Tiếp tục các em cần phải lưu ý tiếp một điều nữa đó là ở trong các phần lớp thì ví dụ như phần lớp S sẽ có tối đa là 2 electron. Phần lớp B sẽ có tối đa là 6 electron. Phần lớp D sẽ có tối đa là 10 electron. Và phần lớp F thì có tối đa là 14 electron. Nhưng ở đây không có F, gần như chúng ta không thi bao giờ đi đến F thì mình không biết nữa. Thế cho bây giờ chúng ta sẽ điền electron vào các cái phần lớp theo nguyên tắc tràn nào. Tràn nào như thế nào nhỉ? 1S đầy thì mới sang 2S, 2S đầy thì mới sang 2P, 2P đầy mới sang 3S, vân vân. Vậy bây giờ chúng ta làm nhé. 1S2, 2S2, 2B6 thì mấy thiếu tối hết có 10 electron không? Vẫn còn đúng không? 3S2, 3B6. Nhưng chúng ta có một điều chú ý đặc biệt ở đây để viết được câu hình e nhanh nữa. Đó là ta phải điền e vào lớp 4S trước, 3D sau. Ok chưa? Ta phải điền e vào 4S trước, 3D sau. Vậy đây ta có là 4S, 2. Và cuối cùng còn là gì? 10 này, 20 rồi, và 3D, 6. Còn anh 4B không có e điền vào thì sao nhỉ? Thôi ta không biết đi nữa. Đây là cách viết câu hình cực kỳ đơn giản và cực kỳ nhanh. Tương tự như vậy thì bây giờ thầy có cái clo có z vào 17 hay là khác có 17 electron để chúng ta viết câu hình được nhá. Vậy ta sẽ có này, vẫn có này, 1 thì có 1S, 2 có 2S, 2P, 3 có 3S, 3P, 3D, 4 có 4S, 4P, vân vân, mình đến đây rồi. Tiếp tục ta điền e vào nhỉ? Thế ta có là điền 2, 2, 6, 10 electron, 2, 5, đủ 17 các em. Vậy đến đây chúng ta không phải viết 3D, 6, 4S, 2, 4P nữa. Và ta phải được quyền xóa này. Và sau này khi đến mà em bảo làm cực kỳ nhiều, viết câu hình e cực kỳ nhiều rồi thì em sẽ được quyền viết cực kỳ nhanh 4S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, dừng lại đây.